Đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm 2019. Và chúng tôi về một lô máy cắt cỏ cực kỳ nhiều. Và sau khi về hàng xong thì chúng tôi đã chọn lựa, dọn vệ sinh, test thử và kiểm tra được lên sóng đôi 4, 6, 8 em máy cắt cỏ gần như là đẹp xuất sắc luôn. Để các bạn có thể thấy được vẻ đẹp quyến rũ của từng em nó thì chúng tôi sẽ quay chi tiết để cho các bạn xem. Mà các bạn lưu ý nhá, hôm trước thì chúng tôi cũng quay giới thiệu với các bạn những cái dòng máy rẻ tiền giá khoảng tầm 1 triệu. Thì đây là dòng gọi là cao cấp ấy, các bạn tưởng tượng không? Ví dụ như các bạn đi dịch vụ ấy, những cái em hôm trước là những cái em đứng đường với khách, còn những em này là những em cao cấp đi theo kiểu giá ngàn đô. Đấy, thì các bạn lưu ý nhá, dòng này giá nó sẽ cao hơn, không phải là rẻ mạt như những dòng kia đâu. Vì là tiền nào của ấy nên các bạn có thể thấy được đây là những cái hàng rất là tuyển, để dành cho những bác nào thích máy đẹp, thích máy chất và sử dụng nhu cầu chuyên nghiệp. Tức là chúng ta đầu tư một lần cho nó bõ ấy, chứ không mua lắt nha lắt nhất hỏng rất là mất việc. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy được những chiếc máy này nó đẹp như thế nào. Đây là hai chiếc Maruyama. Thì các bạn có thể thấy được hai chiếc Maruyama này màu vàng, gần như là Thúy Kiều và Thúy Vân. Các bạn có thể thấy được máy này là máy nguyên nhá. Chúng tôi chỉ kiểm tra vệ sinh thôi, không có sơn xịt xiếc gì quá nhiều. Các bạn có thể thấy được rất là đẹp, từ những cái con ốc rồi là nhìn những cái bắp chuối, rồi các bạn có thể thấy chế của nó là chế zin. Cái dòng này ưu điểm luôn là các bạn có thể thấy nhìn thấy là tum liền, Mazu 26 tum, à tum rời. Tum rời thì việc sử dụng tum rời như thế này thì các bạn ví dụ may sau khi hỏng cần này, hoặc là các bạn muốn sử dụng đầu nổ để lắp vào những cái bộ xịt thuốc ấy. Nói chung là cơ động, các bạn sử dụng rất là cơ động. Đây là hai chiếc Mazu tum rời cực kỳ đẹp nhá. Các bạn có thể thấy được ngay kể cả công tắc tắt mở cũng zin luôn này, áo rất là đẹp, chế ngang, chế One Pro. Đấy, các bạn có thể thấy được chế One Pro, chế ngang. Maruyama BC26B, máy cực đẹp luôn. Con này thì các bạn có thể thấy chất bô ở trong còn chưa dỉ luôn, còn sáng loáng. Máy rất là đẹp. Đó. Đây là hai chiếc. Chiếc này thì nhìn nó có phần trội hơn. Thì để các bạn có thể nhìn được một chiếc máy đẹp hay không ấy, các bạn có thể nhìn được phần bình xăng. Nếu mà những cái máy để lâu thì cái bình xăng nó sẽ bị ố màu hơn như này, các bạn nhìn thấy không? Còn những cái máy đẹp hơn thì bình xăng nó rất là trắng, nó trắng như thế này này. Đấy. Còn nếu các bạn nhìn cái bình lô, các bạn biết luôn, bình zin các bạn biết luôn, bình xăng này này, bình xăng lô nhìn nó biết luôn. Nhìn nó dại ngờ, dại ngờ, trắng mà trắng tinh nhưng mà nó dại lắm, nhìn nó xấu lắm. Rồi, những cái bô e của nó thì các bạn có thể thấy dòng chữ Vintech luôn, bô e zin. Nói chung những con máy này đều là những con máy tuyển cực kỳ kỹ, máy zin. Rồi, bên cạnh hai chiếc Mazu 26 này là hai chiếc Mitsu TL261. Các bạn nhá, TL261. Các bạn có thể phân biệt được TL26 và
lệch một bên như thế này. Đây, ví dụ Mazu 26 thì nó sẽ cân như này, nó cân vào đây. Còn Mazu 261 bao giờ nó sẽ bị chém ra ngoài như thế này. Đấy, đây là Mazu 261 nhá. Mitsu 261 nói nhiều quá, nói bắt đầu lẫn. Đây là Mitsu TL 261. Đây các bạn có thể thấy được đây, chiếc Mitsu TL 261. Hai chiếc này thì là đều là hai chiếc gần như đẹp xuất sắc luôn. Boe 100%. Chiếc này đỉnh hơn chiếc bên này luôn. Các bạn có thể thấy được chiếc này đỉnh hơn. Lát nữa tôi sẽ quay các bạn nhìn nhé, vì sao nó đỉnh hơn nhé. Con này công tắc zin ở đây luôn. Tem nhé. Mazu Mitsu TL 261. Đấy. Bô trắng tinh này, đánh một tí nào. Chế ngang vào rồi. Các bạn có thể thấy được Mitsu TL 261 luôn. Em zin của đây là VKP 255, nhưng mà nó vẫn là Mitsu TL 261. Hai con này thì đều chế ngang qua đồ luôn. Chế có ốc chuyện. Con này thì hơi cao hơn như này luôn. Tai le gió, các bạn có thể thấy tai le đỏ. Con này là tai le vàng. Đấy. Nói chung là cái le gió này thì nó chỉ khác nhau kiểu le gió. Chứ về cái chất của nó thì như nhau, nó không có gì quá khác cả. Còn các bạn có thể thấy được đỉnh cao hơn của con này nhá, là nó có áp này, các bạn thấy không? Áp này. Tức là các bạn nếu mà thấy chỉ dòng máy cưa, ví dụ cưa xích ấy, 365, tức là những cái máy hơi nó lớn thì bắt đầu nó mới có chỉnh áp, nó mới có giảm áp như này. Còn những cái loại mà công suất nhỏ nó không có giảm áp đâu. Con này đỉnh luôn, có giảm áp. Đấy. Các bạn thích Made in Japan, có Made in Japan luôn. Nói chung là hai con này là đỉnh của đỉnh rồi. Bô cực kỳ sáng, sáng trắng luôn, gần như mới. Quá đẹp xuất sắc. Chiếc này các bạn có thể thấy được nhìn cái phần bên trong nó trắng hơn luôn. Cái này chiếc này nó hơi vàng vàng. Nói chung là hai con này là đỉnh của đỉnh. Tem zin nhá, không phải tem dán đâu. Một số nơi em nhìn thấy thật sự luôn, các bạn rất là buồn cười. Con máy thì Mitsu TB dán tem này TL 261. Vừa như thế mà không đăng lên mạng mà không sợ các cửa hàng hoặc các bạn có chuyên môn vào ném gạch đá. Riêng bên em đăng lên thì các bạn vào gạch đá thoải mái nhá. Bọn em có thế nào nói như thế, hàng như nào nói vậy. Đây. Hai con TL 261 hàng đẳng cấp. Chiếc này có van áp luôn. Chiếc này thì không có van áp. Nói chung là nhưng mà nó vẫn chất. Hai này thì quá ngon rồi. Bên cạnh con này là con Mitsu TU26. Đấy các bạn có thể phân biệt được những Mitsu nó nhiều loại lắm. TL261 này, TU26 này. Đấy, các bạn có thể thấy dáng TU26 thì nó đời cao hơn đấy. Nhưng mà chất của nó thì gặp TL261 thì vẫn cứ gọi là tắt điện. TL26 gặp TL261 còn tắt điện, như đừng nói là TU26. Nhưng mà nó cũng nói chung là đỉnh. Đây các bạn có thể thấy dòng tem HG. Chuồng lắp zin hết luôn. Đây các bạn nhớ đây đấy không? Cần zin luôn. 26cc nhá. Đó. Chuồng này cũng đỉnh. Rồi. Một cái gương mặt thân quen. Cô gái vàng trong làng giải trí, chiếc Komatsu Zenoan màu xanh có đề. Chúng tôi đã giới thiệu với các bạn khá nhiều rồi. Con này vừa đề vừa giật luôn, các bạn có thể thấy nó có giật này. Đấy, có đề luôn. Con này là máy có đề. Bán quá nhiều trong đợt thời gian vừa rồi. Không nói quá nhiều nữa. Còn hai cái này thì các bạn có thể thấy được hai chiếc Mitsu TBE 27. TBE các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không, Mitsu Mitsi nó nhiều loại. Trước mắt các bạn đây là TBE này. Đấy, con kia là TL này. Con này là TU này. Đấy, con này là TBE. Đây nhá, các bạn có thể thấy chiếc xanh này thì là tem ZUB ấy, nhưng mà bản chất nó vẫn là Mitsu. Đây các bạn có thể thấy hai chiếc này chẳng khác gì nhau. Chế của nó đây, VKBA này. Chế đời cao nhá. Chế này rất buồn các bạn luôn, là không ốc chỉnh. Bản chất những cái dòng TBE này, dòng đời cao họ không thiết kế ốc chỉnh đâu. Hơi hám con này thì thật sự với các bạn luôn là dòng này đời thì cao hơn thật. Đời cao thì tất nhiên rồi. Hiện tại thì hại điện, tức là đồ đạc thay thế nó sẽ không sẵn bằng TL. Do đó giá TBE kể cả đời cao hơn nhưng chạy giá vẫn rẻ, rẻ hơn TL261. TL261 nó đi gọi là huyền thoại rồi. Giá của nó cao. Những con Mitsu này. TBE. Để đi ra ban ở lốc luôn. Đời cao là đấy, ra ban thật đấy, nhưng mà chạy nó
nó không thể nào bằng TL261 được. Quy là đời cao. Đây các bạn có thể nhìn thấy, tôi sẽ quay kỹ phần lốc đây, nhìn thấy không? Ok. Chế hoạt phí VKPA. Hai con này còn khá đẹp. Còn bên màu xanh này thì các bạn có thể thấy dòng chữ review như nó là Mitsubishi TBE nhá. Con này có ga bóp đẹp vãi trưởng luôn. Có zin ấy, quá đẹp. Cần ống cần đẹp thật, lap của nó ấy. Con này tum liền các bạn nhé. Mặt liền này. Dòng này thì gọi xuất sắc rồi. Hàng của chúng tôi các bạn có thể thấy nhá, khô ráo sạch sẽ chứ không phải ướt sũng này xịt mấy cái sơn bóng này ướt sũng như các đơn vị khác. Nên các bạn hoàn toàn như thế yên tâm được. Đây, con này bình xăng của nó rất trắng này. Bình xăng zin luôn. Các bạn nhìn cái nắp xăng này cũng thấy chất của nó như nào rồi. Dòng này chạy cũng được, cũng hay, đời cao. Mỗi tội là nó không thể bằng được TL261 thôi. Rồi, điểm qua lại một lần nữa để các bạn có thể thấy tổng quan. Lô hàng này chúng tôi lên thì có 8 chiếc. Ở 2 chiếc Mitsubishi TBE, trong đấy thì có một chiếc tem Ruby, một chiếc tem zin là TBE luôn. Chiếc Ruby thì có tem có nước sơn màu xanh, lắp cần đen, tay ga bóp zin luôn. Chiếc bên cạnh là chiếc TBE 27. Nước sơn màu mận. Rồi, một chiếc Komatsu có đề, một chiếc Mitsubishi TU26, hai chiếc TL261 nha, TL261. Hai chiếc Mazutama BC26B tum rời. Rồi các bạn có thể thấy được lô này hàng cực đẹp luôn nhá. Hàng này gọi là hàng đỉnh của đỉnh luôn. Rồi nếu các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ với điện máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 hoặc 0987 415 399. Đây là ba cái số hotline của điện máy Bình Sơn để các bạn có thể liên hệ được hỗ trợ tư vấn và báo giá nhanh nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn nhớ like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Ok, đây các bạn có thể thấy được đây là lô hàng của chúng tôi bán cho khách theo hình thức chưa dọn. Đây các bạn có thể thấy nhá, đây chúng tôi so sánh luôn để các bạn nhìn thấy này. Đây là TL26 thường, chiếc bên trái này. Đây là chiếc TL261, đây các bạn thấy không? Mặt nó này. Mặt chiếc này các bạn nhìn thấy cân không? Đây. Đúng chưa? Chiếc bên này là 261, cái mặt này bây giờ nó cũng to về một hướng bên này. Đấy là đặc điểm nhận diện của TL26 và 261 nhá. Không các bạn lại bị lẫn lộn. Đây, TL26, TL261. Chiếc này chưa dọn vệ sinh gì mà các bạn có thể thấy rất là đẹp. Chưa dọn vệ sinh này, bộ bóng nhấy luôn. Chưa vệ sinh gì, mặt nhôm này, ốc này. Con này lên thì đảm bảo các bạn như hoa hậu luôn. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.